Vở bài tập tiếng Việt lớp 1 tập 2 của sách Chân Trời Sáng Tạo. Các bạn mở sách trang 37. Chủ đề 26. Những người bạn im lặng. Cô chổi rơm. Sách giáo khoa trang 71. Các bạn mở sách giáo khoa trang 71. Các bạn đọc bài Cô chổi rơm. Bây giờ chúng ta cùng làm bài tập số 1. Điền vần uê hay là điền vần ui? U-O-I-U-E hay là vần U-I-U-E? Đây là cái củi U-I-U-E. Còn đây là vợt bắt muỗi U-O-I-U-E, M-U-E, muôi, ngã muỗi. Đây là cái U-I-U-E, G-U-I-V-U-E, huyền gùi, cái gùi. Rồi sau khi đó, các bạn đã viết xong, các bạn chỉ tay đọc 3 lần. Cái củi, cái củi, cái củi. Vợt bắt muỗi, vợt bắt muỗi. Cái gùi, cái gùi, cái gùi. Bạn nào chưa nhớ những từ này và các bạn viết ra vở tập poly của mình những cái từ này nha, để các bạn nhớ. Chúng ta qua bài tập số 2. Điền dấu hỏi hay dấu ngã? Đây là cái rổ dấu hỏi, cái đĩa. Một số nơi đọc là cái dĩa, và có một số nơi đọc là cái đĩa. Rồi các bạn làm quen với cái dĩa nha. Rồi mình học cái đĩa là đĩa, ngã đĩa. Rồi các bạn đọc lại cái đĩa cho nhớ ha. Đây là đôi đũa thì các bạn dấu ngã vào đũa, ngã đũa, đôi đũa. Rồi bây giờ chúng ta chỉ tay đọc lại 3 lần. Cái rổ, cái rổ, cái rổ. Cái đĩa, cái đĩa, cái đĩa. Đôi đũa, đôi đũa, đôi đũa. Các bạn nhớ chỉ tay và đọc nha. Chúng ta qua bài tập tiếp theo. Câu số 1. Viết một câu có từ ngữ em đã điền. Các bạn vừa mới viết một câu, các bạn vừa mới viết những cái từ ngữ này. Bây giờ các bạn làm một câu ví dụ cho cô nào. Cái củi thì các bạn đặt câu như thế nào? Ví dụ cô đặt câu là em bé đang ngủ trong cái củi. Đó, mình cứ đặt câu theo cái ý của mình, miễn sao nó đúng ha. Rồi vợt bắt muỗi. À, em có cây vợt bắt muỗi. Đó, mình chỉ cần đặt ngắn thôi, không cần đặt dài. Ngắn gọn đơn giản nhưng mà nó đúng. Cái gùi, em đeo cái gùi sau lưng. À, hoặc là mẹ em đeo cái gùi sau lưng. Bà em có cái gùi. À, rồi tiếp theo phần về cái rổ. Bạn nào đặt được câu cái rổ nè? À, nhà em mới mua một cái rổ. Đó, hoặc là cái rổ này to quá. À, các bạn làm cũng một câu. Cái đĩa này màu trắng. Hoặc là cái đĩa này to. À, rồi tiếp theo đôi đũa. Đôi đũa này đẹp quá. Hoặc là em cầm đôi đũa tập ăn. Hoặc là tập gấp. À, các bạn đặt làm sao cho nó đơn giản thôi. À, tùy theo các bạn. Thường ngày các bạn nói những cái từ này như thế nào thì các bạn đặt nó cho nó tự nhiên nha. Bạn nào không biết thì lấy câu của cô viết vào. Rồi cô đặt một câu nè. Em bé đang ngủ trong cái củi. Rồi đặc biệt là các bạn chú ý, viết một câu thì cuối câu phải có dấu chấm hết. Và đầu câu phải có chữ viết hoa, chữ cái đầu câu, nhớ nha. Bài tập số 2. Viết lời cảm ơn hoặc xin lỗi. Em vừa nói ở hoạt động luyện nói trong sách giáo khoa trang 73. Các bạn đã được học sách giáo khoa trang 73 và các bạn đã được nói lời cảm ơn luyện tập rồi, lời xin lỗi rồi. Bây giờ các bạn viết ra, người ta yêu cầu các bạn viết lời cảm ơn hoặc là lời xin lỗi, thì các bạn chọn một trong hai ha. Các bạn chọn lời cảm ơn đi, các bạn viết ra. Các bạn chọn lời xin lỗi đi, các bạn viết lời xin lỗi ra. Chỉ cần viết một ý thôi nha.
tại vì nó có chữ ngoặc này các bạn. Chú ý cho cô chữ ngoặc nha, là viết một trong hai câu. Rồi, bạn nào chưa nhớ thì bây giờ cô hướng dẫn lại luôn nha. À, bố sửa xong chân bàn cho con rồi đấy. À, đây là cái bàn học của cái cậu bé này. Rồi, cậu ấy, cái chân bàn đấy nó bị gãy rồi hoặc là bị hư rồi. Thì bố mới cầm cái búa này, bố sửa lại cho, đóng lại, đóng đinh lại cho nó chặt. Thì bố nói là, ồ, bố sửa xong chân bàn cho con rồi đấy. Thế bố nói xong như vậy thì bố đã làm cho mình một việc tốt rồi. Bố đã giúp cho mình rồi, giúp đỡ mình rồi. Thì các bạn nói lời cảm ơn như thế nào đây? Dạ, con cảm ơn bố đã sửa lại chân bàn cho con ạ. À, đó, làm cũng là một lời cảm ơn để mình nói với bố của mình. Khi mà bố mình nghe, ba mình nghe cũng như vậy á, thì ba mình vui không? Bố mình vui không? Vui chứ. Cho nên là các bạn nhớ, ai giúp đỡ mình thì mình nói lời cảm ơn, còn mình làm lỗi với ai đó thì mình sẽ xin lỗi. Bây giờ, ồ, tự nhiên em bé làm bể một cái gì đó, làm rớt một cái gì đó ở dưới đây xuống, làm bể ra, gọi là cái bình đi, em làm vỡ một cái chậu hoa của mẹ đi. Đó, mẹ đang cứ tính trồng cái bông hoa nè mà em làm rớt cái chậu này xuống rồi, vậy em cảm thấy buồn và có lỗi đúng không? Vậy em xin lỗi là, dạ con xin lỗi mẹ vì đã làm bể cái chậu hoa của mẹ, mong mẹ thông cảm cho con, hoặc mong mẹ tha lỗi cho con, mong mẹ đừng buồn. Đó, mình chọn câu nào cũng được. À, em gãi đầu em nói, à, hoặc là em khoanh tay lại, dạ con xin lỗi mẹ. Đây, mặt mình có lỗi thì mình phải buồn xuống chứ, không lẽ mình nha răng cười, dạ con xin lỗi mẹ, vừa cười vừa xin lỗi được không? Đấy không có thể hiện cái sự ăn năn nha. À, mình phải mặt buồn xuống, dạ con xin lỗi mẹ vì con đã làm bể chậu hoa của mẹ, mong mẹ đừng có buồn con nha. Đó, vậy là được rồi. Bây giờ các bạn chọn một trong hai lời cảm ơn hoặc là lời xin lỗi để các bạn viết ra. Đây, khi mà ai đó giúp đỡ mình thì mình cảm thấy vui đúng không? À, thì mặt mình sẽ vui lên một chút. Dạ, con cảm ơn bố nha, con cảm ơn ba nha, đã sửa lại chân bàn cho con, hoặc là đã tập con chạy xe đạp. À, các bạn tự suy nghĩ những cái câu khác. Đây là hai cái hình người ta gợi ý cho mình thôi. Ngoài ra trong cuộc sống, các bạn được ba mẹ, bố mẹ mình giúp đỡ rất là nhiều được, đúng không? Đó, thì bây giờ các bạn, ngoài ba mẹ ra thì các bạn còn được ông bà giúp đỡ, anh chị em trong nhà giúp đỡ, cô chú giúp đỡ, hàng xóm giúp đỡ, bạn bè giúp đỡ, thầy cô giúp đỡ mình luôn. À, tất cả mọi người xung quanh đều giúp đỡ mình. Mình gặp ai làm được việc tốt cho mình, giúp đỡ mình thì mình sẽ nói cảm ơn, và mình có lỗi với ai thì mình sẽ nói lời xin lỗi. Được chưa các bạn? Bây giờ chúng ta cùng viết nha. Rồi bây giờ cô chọn một câu nói lời xin lỗi. Dạ con xin lỗi mẹ vì đã làm bể chậu hoa của mẹ. Đó, mình xin lỗi như vậy thì khi mà mình làm lỗi á, mình nói lời xin lỗi thì không có ai buồn các bạn đâu. À, ba mẹ chỉ tiếc một chút xíu thôi. Nếu mà các con cẩn thận thì không có làm lỗi được ha. Không có làm. Các bạn đừng có chơi đánh banh ở trong nhà ha. Đó, các bạn tự nghĩ ra câu khác. Rồi bây giờ cô nói một cái lời cảm ơn đi. Nếu bạn nào nói lời cảm ơn thì cùng làm như thế này nè. Dạ con cảm ơn bố vì đã mua đồ chơi cho con ạ. À, đó. Các bạn thường hay gọi ba thì các bạn viết ba vào. Cô gọi bố thì cô viết bố vào nha. Rồi, mua đồ chơi hoặc là mua cái gì đó, hoặc là chạy xe đạp, tập cho mình chạy xe đạp nè. Đó, nhiều đồ lắm. Hoặc là đã giúp con, đã dạy cho con bài học đi, đã dạy cho con bài tập về nhà. Đó, mình cảm ơn, được chưa? Hoặc là mình lên trường mình xin lỗi cô giáo. Dạ xin lỗi cô, vì con chưa làm bài tập về nhà, mong cô thông cảm. Đó là lời xin lỗi, là cảm ơn. Các bạn phân biệt chưa? Ai giúp mình thì mình sẽ nói lời cảm ơn. À, mình làm lỗi với ai thì mình nói lời xin lỗi. Các bạn nhớ nha. Các bạn nhớ chia sẻ video của cô và nhấn nút đăng ký để
học bài tiếp theo nha. Rồi bây giờ các bạn đi tìm bài tiếp theo trong danh sách Pháp.